Mưa sao băng Gemini sẽ đạt cực đại vào tối ngày 13 tháng 12 và bạn có thể xem trực tuyến màn hình đêm đầy sao hàng năm trực tuyến nếu thời tiết cho phép. Các Gemini mưa sao băng được gọi là tích cực nhất trận mưa sao băng năm nay, tự hào 100 đến 150 thiên thạch mỗi giờ. Tuy nhiên, năm nay, mưa sao băng chỉ đạt cực đại vài ngày trước trăng tròn tháng 12 vào ngày 18 tháng 12, có nghĩa là ánh trăng sáng có thể cản trở việc xem bất kỳ sao băng chói lọi nào. NASA sẽ tổ chức một buổi phát trực tiếp về cực điểm của mưa sao băng vào 9 giờ tối S14 tháng 12 lúc 20 GMT. Sử dụng máy ảnh sao băng tại trung tâm bay không gian Maxan của cơ quan vũ trụ ở Huntsville, Alabama. Mặt trăng hình tròn bằng sáp, hình tròn sẽ đầy khoảng 80% và có thể giảm tầm nhìn xuống còn 30 đến 40 sao băng mỗi giờ, dự kiến sẽ đặt vào ngày 14 tháng 12 khoảng 2 giờ sáng S0700 GMT, mang lại cơ hội xem tốt nhất. Luồng trực tiếp sẽ có trên trang Facebook của Meteor Watch. Nếu bạn đang hy vọng chụp được những bức ảnh về sao băng Gemini, hướng dẫn của chúng tôi về cách chụp ảnh mưa sao băng có thể giúp ích cho bạn. Bạn cũng có thể sử dụng máy ảnh tốt nhất của chúng tôi để chụp ảnh thiên văn và ống kính tốt nhất cho hướng dẫn chụp ảnh thiên văn để chuẩn bị cho trận mưa sao băng tiếp theo. Gemini được đặt tên theo chòm sao Gemini, từ đó chúng dường như bắt nguồn. Các thiên thạch có màu xanh lục là mảnh vỡ của một vật thể vũ trụ được gọi là 3200 Phaeton, để lại một vệt mảnh vụn khi nó quay quanh mặt trời. Mỗi năm một lần, trái đất đi qua đường bụi của vật thể tạo ra một màn sao băng ngoạn mục mà hầu hết thế giới có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, đã có một số tranh luận về bản chất chính xác của 3200 Phaeton. Trong khi một số nhà thiên văn học khẳng định quỹ đạo của nó và những điểm tương đồng với tiểu hành tinh vành đai chính Pallas khiến nó trở thành một tiểu hành tinh, những người khác lại cho rằng nó thực sự là một sao chổi đã tuyệt chủng, với những quan sát cho thấy một lượng nhỏ vật chất rời khỏi bề mặt của Phaeton, theo một tuyên bố từ NASA. NASA viết trong tuyên bố, dù bản chất của Phaeton là gì, các quan sát cho thấy Gemini dày đặc hơn các thiên thạch thuộc các trận mưa rào khác, cho phép chúng bay xuống độ cao 29 dặm, 47 km trên bề mặt trái đất trước khi bốc cháy. Các thiên thạch thuộc các trận mưa rào khác như Perseid bốc cháy cao hơn nhiều. Gemini di chuyển 78.000 dặm một giờ, 125.500 km một giờ, được quan sát tốt nhất bởi các nhà quan sát ở Bắc Bán Cầu, nơi điểm tỏa sáng của vòi hoa sen hoặc điểm trên bầu trời mà từ đó các thiên thạch xuất hiện nằm gần chòm sao Gemini, cặp song sinh trên bầu trời phía Bắc. Ở Nam Bán Cầu, bức xạ Gemini gần đường chân trời hơn, có nghĩa là ít Gemini có thể nhìn thấy ở các vị trí phía nam hơn, theo tuyên bố. Nếu bạn bỏ lỡ cực điểm của Gemini tối nay, đừng lo lắng, mưa sao băng sẽ vẫn hoạt động cho đến ngày 17 tháng 12. Bạn cũng có thể cố gắng phát hiện Gemini trong các video hàng đêm được ghi lại bởi O-Sky Fireball Network, được cung cấp trực tuyến vào mỗi buổi sáng. Nếu bạn định xem mưa sao băng bên ngoài, hãy nhớ quấn khăn và cho mắt thời gian để thích nghi với bóng tối. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.